Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 2, thành phố Lào Cai sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 tại hai điểm tiêm ở Nhà văn hóa phường Bắc Cường và Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Cụ thể, trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 dịp này, sẽ thực hiện tiêm mũi 1 và mũi 2 cho công dân từ 12 tuổi trở lên, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản. Tiêm mũi 3 cho công dân đủ 18 tuổi trở lên, đáp ứng yêu cầu về thời gian sau khi tiêm mũi 2 ít nhất là 3 tháng trở lên đối với vaccine AstraZeneca, Pfizer, Moderna hoặc ít nhất 28 ngày trở lên đối với vaccine Verocell. Tôi được khám rất là cẩn thận, được hỏi rất kỹ về các cái bác sĩ hướng dẫn về các cái bệnh, nhưng bản thân tôi thì cũng không có một cái bệnh gì. Trong hai mũi đầu tôi tiêm, tôi cũng tiêm tại đây và về cũng không có một cái biểu hiện coi như là gì cả. Nên còn cái mũi ba này thì chắc là tôi thấy là đến giờ phút này chắc cũng rất là tốt. Trong ngày đầu ra quân, thành phố Lào Cai triển khai tiêm tại một điểm duy nhất là Nhà văn hóa phường Bắc Cường. Từ ngày mai, ngày 8 tháng 2, sẽ triển khai thêm điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai. Cùng với thành phố Lào Cai, trong ngày hôm nay, huyện Bảo Thắng cũng bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mùa xuân năm 2022.